Sammy, tớ chuẩn bị xong rồi nè. Cậu sao rồi? Sammy, cậu xong chưa? Cái gì đây? Sam, cậu vẫn đang trên giường hả? Cậu quên rồi sao? Hôm nay là thứ sáu, tụi mình phải đi xem phim mà. Thứ sáu, xem phim. Thứ sáu, xem phim. Dĩ nhiên, làm sao tôi quên được? Cậu ho hả? Gì? Không, đâu có. Tại tớ vui quá đó mà. Được rồi Sammy, nhưng cậu phải nhanh lên nhá. Tớ sắp chuẩn bị xong rồi nè. Được rồi. Không, làm sao tớ quên được? Và ngủ quên, và... tớ chuẩn bị mặc đồ đây. Xem nào. Cái này. Không. Cái này. Tớ biết rồi. Cái này. Không được. Tớ nghĩ. Trời ơi. Hình như mình ốm mất rồi. Sammy nhớ mặc ấm ạ, bên ngoài lạnh lắm đó. Hy vọng Sue không phát hiện ra. Tôi muốn đi ra ngoài lắm mà. Sam. Sao cậu lâu quá vậy? Hôm nay cậu im lặng quá đấy. Có sao không thế? Là chỉ ngủ không đủ giấc thôi. Khỏe. Xem cậu bị ốm hả? Sao cậu lại nghĩ thế? Xem nè, nếu bị ốm thì nên nghỉ ở nhà thì hay hơn á. Tớ khỏe lắm luôn. Tớ chưa bao giờ khỏe như thế này. Tớ không thể chờ đấy. Đi. Cậu cưng ơi, cậu bị ốm thật rồi, sao cậu lại giấu chứ? Tôi thực sự muốn đi xem phim. Nhưng chúng mình có thể xem phim ở nhà mà. Nhưng bỏ ngô với nước ngọt không giống trong rạp chiếu phim. Tại ở đó có máy đặc biệt. Xem, tụi mình có thể làm một cái mà. Cậu thật không? Cậu đừng có giỡn nha, tôi mệt lắm rồi. Tôi nói thật mà, nhưng trước tiên chăm sóc cậu cái đã. Xin chào cả nhà yêu, các bạn có thích đi xem phim không nè? Phim mới nhất mà các bạn xem gần đây là gì? Bình luận bên dưới nha. Chào các bạn. Tôi thấy không khỏe lắm. Cẩn thận nào Sammy, đừng ho lên bìa cứng chứ. Đây, lấy cái này đi, ho vào xì mũi và khăn tay đi. Đừng lây lan vi khuẩn có hại khắp cả nhà nhá. Mệt quá đi à. Sammy, cậu có thể thử làm phân tâm bản thân bằng cách xem tớ làm món đồ này. Đây là tấm đầu tiên và nó có hình vẽ của các bộ phận. Chúng mình phải cắt chúng ra. Các bạn nhớ cẩn thận khi dùng những vật dụng sắc nhọn nhá, nên nhờ người lớn giúp đó nha. Làm thủ công thì tốt, nhưng nhìn siêu vi khuẩn có hại là gì á? Tôi không thể nhìn thấy chúng trên cái khăn tay được. Sammy, có nhiều loại vi khuẩn lắm. Có hàng tỷ tỷ các loại vi khuẩn trên trái đất. Chúng là những sinh vật đông đảo nhất trên thế giới. Nhưng chúng cực kỳ nhỏ, cậu không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường mà phải dùng kính hiển vi đặc biệt mới được. Tớ không cần dùng kính hiển vi để thấy cậu đang làm nhà đâu nè. Không Sammy, không phải là nhà đâu. Đây là bảng điều khiển phía trước của cái máy làm bỏng ngô và nước ngọt tuyệt vời của chúng mình đó. Tớ thích nó. Đúng vậy, hãy thêm vài chi tiết nào. Tớ đã chuẩn bị các phần trong suốt này nè, hãy dán chúng vào đây nhé. Thế mà cậu cứ bảo cái này không phải là một ngôi nhà. Đây là cửa sổ kính chứ còn gì nữa. Không phải mọi thứ có cửa sổ đều là nhà đâu. Có thật không? Không biết là... Tớ không thể nghĩ ra thứ gì có cửa sổ kính mà lại không phải là ngôi nhà. Cậu khiến tớ bối rối ghê. Nếu các bạn biết bất kỳ món đồ nào có cửa sổ kính mà không phải là ngôi nhà thì cho chúng tớ biết nha. Tớ rất muốn biết đấy. Tớ chắc chắn khán giả sẽ giúp cậu. Và tụi mình đã làm xong phần này rồi. Tới lúc bắt đầu phần tiếp theo rồi đây. Gác mái nè. Gác mái hả?
hay là tầng hầm vậy? Cậu không bỏ được cái ý tưởng về ngôi nhà nhỉ? Thôi được rồi, tụi mình cần hai mảnh như thế này lận. Hãy đặt chúng lại với nhau như vậy. Nhìn này các bạn, nó không giống gác mái nữa rồi. Nhẹ nhõm ghê. Tiếp tục nào. Nếu vi khuẩn là sinh vật nhiều nhất trên trái đất này và chúng sống xa thì đáng sợ thật. Nhưng Sammy, phần lớn các vi khuẩn không có hại, mà ngược lại, đa số chúng đều giúp ích cho thế giới và các sinh vật khác. Chúng xử lý chất dinh dưỡng và sản sinh năng lượng. Vi khuẩn giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn này và bảo vệ làn da nữa đây. Nhưng vi khuẩn tốt có thể bị tấn công bởi virus. Nếu virus tấn công thành công vi khuẩn thì cơ thể chúng ta sẽ bị ốm. Và không chỉ cơ thể chúng ta đây, và cái cây cối nữa đó. Khoan đã, tôi bị ốm sau khi ăn rất nhiều kem vào hôm qua. Không lẽ là kem bị một con virus tấn công sao? Không không Sammy, nó không hoạt động như thế đâu, kem vẫn ổn. À mà tớ có thể sử dụng các que kem mà cậu đã ăn. Rất là nhiều que kem luôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ không thể ăn kem nữa hả? Cục cưng ơi, không sao đâu, cậu sẽ nhanh khỏe thôi. Nhưng cậu nên nghỉ ngơi thật nhiều vào. Nghỉ ngơi là thứ tớ có thể làm, tớ là chuyên gia nghỉ ngơi luôn á. Thật tuyệt vời, và nốt đồng xu của chúng tớ đã xong rồi nè. Giống như máy bán hàng tự động thật ghê. Và làm tiếp các bộ phận khác của máy thôi nào. Cẩn thận nha. Dán vào nào. Lúc nào tôi mới có thể mang bỏng ngô vào đây? Mang vào đi xem. Giờ chúng mình sẽ làm phần máy móc của máy bán bỏng ngô tự động đây. Trời, tôi sẽ quay lại ngay. À ha, tôi sẽ cần thêm một mảnh bìa cứng ở đây. Và tôi đến đây. Tuyệt vời Sammy, giờ thì nhìn kỹ nha. Đây là cách cái máy hoạt động khi đồng xu rơi vào bên trong á. Tớ mong là cậu không gặp khó khăn khi giúp tớ. Không sao. Tớ có thể thấy cậu đang khỏe hơn rồi đấy. Thế thì mang lon nước ngọt tới đây nào. À, chờ tí nha. Có vẻ như thủ công có thể chữa bệnh thì phải. Hy vọng là xem sớm khỏi bệnh. Một bé slime khỏe mạnh là một bé slime hạnh phúc. Và nếu các bạn đang bị bệnh thì cũng chống khỏi nhá. Nước ngọt tới đây. Có cái gì đã bảo tớ rằng cậu giấu nước ngọt khắp cả nhà đấy Sammy. Tớ chẳng biết cậu đang nói gì cả. Và đây là các miếng bìa cứng nhỏ. Nhìn này. Hấp. Cái máy sẽ sử dụng cấu trúc này để đẩy lon nước ra. Nhìn nhá. Chủ cho mà ơi, tớ thích nó. Còn đây sẽ là chỗ chứa để nạp bỏng ngô vào máy. Nó phải có một cái lỗ ở phía dưới. Giờ chúng ta hãy làm mái cho chiếc máy nhá. Và đây là cái lỗ cho chỗ chứa bỏng ngô. À ha. Tuyệt vời. Chúng mình chỉ cần cắt nó ra thôi. Cẩn thận đấy. Và giờ hãy lắp chỗ chứa bỏng ngô vào đây. Chỉ cần chút nữa thôi là cái máy bán bỏng ngô và nước ngọt tự động được hoàn thành rồi. Bắt đầu lắp ráp những bộ phận cuối cùng nào. Tớ thích khi mọi phần tớ làm xong biến thành một món đồ hoàn chỉnh. Và đây. Cậu nói đúng xem, món đồ này nhìn giống như ngôi nhà thật đó. Yeah, và nước ngọt và bóng ngô sẽ ở trong ngôi nhà này. Nó vừa với kích thước của tớ quá nhỏ. Đúng là một cung điện cho cậu đó Sammy. Có cửa sổ này, cả tháp nữa. Thậm chí có cả đường trượt và bập bênh nữa nè. Nhưng tớ có nhớ hình dáng của cái máy trong rạp chiếu phim. Nó trông hơi khác ạ. Nhưng vẫn chưa làm xong mà. Trang trí nào, tớ chuẩn bị hết mọi thứ để trang trí rồi nè. Trang trí là một bước quan trọng khi làm thủ công đó nha. Tớ đồng ý. Nó mang lại sự đặc biệt cho món đồ đấy. Đẹp hơn chưa nè.
Đẹp hơn nhiều rồi nè. Chúng mình chỉ cần làm đầy cái máy này thôi. Đừng nghe ngại Su ơi, tớ muốn có một cái máy thật tuyệt vời. Cậu đã quyết định được chúng ta sẽ xem cái gì chưa? Cái gì đó, cái gì đó thú vị. À, tớ chắc là có một bộ phim có tựa đề như thế. Được rồi, tớ mong là chúng ta sẽ có đủ bỏng ngô để cho vào cái máy này. Nó lớn hơn tớ nghĩ đó. Không phải tớ phàn nàn đâu. Và thêm chứ. Bạn có bộ phim nào yêu thích không? Hãy viết gợi ý vào trong khung bình luận nha. Đây, xong rồi. Hãy kiểm tra thử cái máy này nào. Và rạp chiếu phim của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Xem đi tội nghiệp, dỡ sức để xem phim nào. Chúng mình đã sắp xếp hết tất cả các món đồ này để giúp cậu nghỉ ngơi và hồi phục trong yên tĩnh. Chờ ở đây khi tớ chuẩn bị xong mọi thứ nha. Xem nào. Trời ơi, Sam, cậu có nghĩ là cậu ta sẽ đi vào chỗ đó không? Sammy, Sammy, cậu đâu rồi? Hả, cậu đâu rồi? Tớ phải kiểm tra xem mới được. Sammy, 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 Sam, Sam. Cậu nói gì á, Su? Trời, Sam, cậu làm tớ sợ, cậu có đang xem phim không vậy? Có mà, nó thú vị lắm ạ. Sam, cậu không bao giờ thay đổi đúng không? Các bạn ơi, có thứ gì giúp các bạn khỏe lại nhanh hơn không? Đối với tớ là bỏng ngô và rất nhiều lượt thích ạ. Nếu có đủ 50.000 lượt thích, tớ sẽ là baseline khỏe mới nhất thế giới. Các bạn có tin đó không? Đăng ký kênh này và các bạn sẽ biết ngay thôi. Hẹn sớm gặp lại. Thank you.